Chào mừng các em đến kênh Hệ Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy sẽ dạy các em môn công nghệ 7 sơ cánh diều. Trong lúc xem bài giảng, Hệ Liêm biết không thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hệ Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học bài số 2 quy trình trồng trọt. Học xong bài này em sẽ nêu được các bước trong quy trình trồng trọt, trình bày được mục đích yêu cầu kỹ thuật của các bước trong quy trình trồng trọt, lập được kế hoạch tính toán được chi phí cho việc trồng và chăm sóc các loại cây trồng phổ biến trong gia đình, thực hiện được một số công việc trong quy trình trồng và chăm sóc một số cây trồng phổ biến, tích cực vận động kiến thức và thực tiễn, có ý thức về an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong trồng trọt. Giờ trước hết mình sẽ có câu hỏi đọc bài. Quan sát hình 2.1 và cho biết những yếu tố nào ảnh hưởng đến cây trồng, yếu tố nào không thể thay đổi và yếu tố nào có thể thay đổi. Mình sẽ quan sát hình 2.1 những yếu tố ảnh hưởng đến cây trồng. Thì những yếu tố ảnh hưởng đến cây trồng trước hết là mình sẽ có là nhiệt độ và độ ẩm, là do ánh sáng, ánh nắng mặt trời, lượng mưa, mưa nhiều hay ít, đất, thành phần của đất sẽ có những cái dưỡng chất nào, NPK, đây là ba loại phân bón NPK, phân bón và các chất dinh dưỡng bên trong lòng đất. Thành phần khí quyển sẽ gồm có nồng độ CO2 và O2 trong khí quyển và các vi sinh vật và cây cỏ dại. Các yếu tố không thể thay đổi là nhiệt độ và độ ẩm, là những yếu tố này là do tự nhiên, chúng ta không thay đổi được. Ánh nắng mặt trời và thành phần khí quyển là không thay đổi được. Các yếu tố có thể thay đổi là cấu trúc của đất và thành phần dinh dưỡng có trong đất và các vi sinh vật cỏ dại, có nghĩa là mình có thể là bón thêm phân vô để thay đổi cấu trúc được cái đất đó được, đúng không? Như vậy câu hỏi này các em trả lời như sao? Khi trồng cây mình thấy người ta thường hay là bón những loại phân như là phân NPK đó, thì chính là người ta thay đổi thành phần của đất đi, đúng không? Giờ như vậy là câu hỏi này các em sẽ trả lời như sao? Ta thấy một số yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến cây trồng như là nhiệt độ, độ ẩm từ ánh sáng mặt trời, lượng mưa từ H2O, đất, thành phần và tính chất của đất, dinh dưỡng gồm có phân bón và các chất dinh dưỡng có trong đất, thành phần khí quyển gồm có CO2 và khí O2 chính là oxygen, các vi sinh vật và cây cỏ dại. Các yếu tố không thay đổi, không thể thay đổi có nghĩa là nhiệt độ, độ ẩm, ánh nắng mặt trời và thành phần khí quyển. Các yếu tố có thể thay đổi là cấu trúc của đất, thành phần dinh dưỡng có trong đất và các vi sinh vật và cỏ dại. Như vậy là khi chúng ta trồng cây mà nếu ta để cỏ dại nhiều quá thì nó sẽ làm cho cây của mình không có phát triển được vì nó hút hết chất dinh dưỡng của cây trong lòng đất, đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo một số 1 mình sẽ học giới thiệu chung về quy trình trồng trọt. Quy trình trồng trọt gồm các biện pháp kỹ thuật canh tác một loại cây trồng theo một trình tự nhất định nhằm nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng. Hình 2.2 chính là quy trình trồng trọt gồm có làm đất thì sẽ là có bón lót, sau đó gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch. Trong phần chăm sóc có nhiều nhiệm vụ ở đây. Chăm sóc thì mình sẽ tỉa tỉa và dặm cây, làm cỏ, vun sớ, bón khúc, tưới và tiêu nước, phòng trừ sâu và bệnh hại. Giờ ở đây mình sẽ có câu hỏi quan sát hình 2.2 và cho biết quy trình trồng trọt gồm các bước nào. Thì mình thấy là có các bước là làm đất, bón lót, gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch, đúng không? Như vậy câu hỏi này các em sẽ trả lời như sao? Quy trình trồng trọt sẽ gồm có các bước làm đất, bón lót, gieo trồng, chăm sóc. Trong phần chăm sóc gà mình sẽ có phần tỉa, dặm cây, làm cỏ, vun sớ, bón khúc, tưới, tiêu nước và phòng trừ sâu bệnh hại, và cuối cùng sẽ là thu hoạch, đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo mình sẽ học đến phần số 2, các bước trong quy trình trồng trọt. Bước 2.1 làm đất và bón lót. Làm đất giúp cho đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng, đồng thời diệt cỏ dại, mầm mống sâu bệnh, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Các công việc làm đất gồm có cày đất, làm xáo trộn mặt đất ở độ sâu từ 20
đến 30 cm, bưa và đắp đất làm nhỏ đất và khu cỏ dại. Số 3 là lên luống tùy theo yêu cầu của từng loại cây trồng. Như mình thấy ở hình A đây là máy cày, người ta có thể cày bằng máy hoặc là cày bằng chân đúng này, nhưng mà hiện nay là đa số xài bằng cày bằng máy thì nó sẽ nhanh hơn và không tốn nhiều công sức như lúc trước. Lúc trước phải cày bằng trâu rất là mất nhiều thời gian đúng không? Giờ công đề đoạn tiếp theo chính là bừa. Hơi bừa thì người ta cũng có thể bừa bằng máy hoặc là bừa bằng bằng trâu đúng không? Thì bừa bằng máy chắc chắn phải nhanh hơn và tốn không nhiều công sức đúng không? Rất là nhanh đúng không? Và công đoạn tiếp theo sẽ lên luống thì lên luống có thể bằng máy hoặc là bằng tay. Là bằng máy chắc chắn phải nhanh hơn là bằng tay nhiều lần đúng này, và không tốn nhiều công sức nhân công. Bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo trồng nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây nghe con ngay khi vừa mới mọc hoặc là mới bén rễ đúng này. Thì cái phần làm luống này tùy theo loại cây mới làm luống nha, có những cây không cần làm luống đúng này. Ví dụ như là cây lúa cây ngô thì người ta không nên luống, nhưng mà người ta trồng rau này kia thì người ta sẽ lên luống thì trồng nó sẽ chống bị ngập úng đúng không? Giờ ở đây mình sẽ câu hỏi vì sao làm đất trước khi gieo trồng lại có lợi cho cây trồng. Thì mình thấy là làm đất sẽ giúp làm chất đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng, đồng thời diệt cỏ dại, mầm móng sâu bệnh, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng phát triển tốt đúng không? Như vậy câu hỏi này các em trả lời như sao? Như vậy là làm đất trước khi gieo trồng lại có lợi cho cây trồng vì giúp cho đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng, đồng thời diệt cỏ dại qua mầm móng sâu bệnh, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng phát triển tốt nha. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo mình sẽ có hai câu hỏi ở đây. Câu hỏi số 1, em hãy nhận xét sự thay đổi hình dạng của đất ở hình 2.3. Giờ mình sẽ quan sát xem hình dạng đất sẽ thay đổi như thế nào. Thì mình thấy hình A chính là công đoạn cày bừa. Thì công đoạn này sẽ làm xáo trộn đất ở độ sâu từ 20 đến 3 cm. Đất sẽ bị xáo trộn lên. Đúng này. Còn hình B chính là công đoạn bừa và đập đất sẽ làm nhỏ đất, khu gom cỏ dại, trộn đều phân và san phẳng mặt ruộng. Hình C chính là công việc lên luống để giúp chống ngập úng, tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng và phát triển. Đúng không? Giờ câu số 2, người ta hỏi có thể sử dụng những công cụ nào để làm đất? Thì mình thấy là để làm đất thì người ta có thể sử dụng máy cày, máy bừa và máy tạo luống, hoặc là trâu cày, bừa, cuốc, xẻng này kia. Đúng không? Như vậy câu hỏi số 1 và số 2 các em sẽ trả lời như sau. Câu hỏi số 1, số 2 các em trả lời như sau. Như vậy câu số 1 thì các em trả lời là hình dáng đất sẽ thay đổi ở hình A, cày đất sẽ làm xáo trộn đất mặt ở độ sâu khoảng 20 đến 30 cm. Còn hình B là bừa và đập đất sẽ làm nhỏ đất, khu gom cỏ dại, trộn đều phân và san phẳng mặt ruộng. Hình C lên luống chống ngập úng, tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng phát triển. Đúng này. Còn câu số 2 thì các em trả lời là các công cụ được sử dụng để làm đất là gồm có mình có thể sử dụng máy cày, máy bừa, máy tạo luống, trâu cày, bừa, cuốc, xẻng, vân vân. Giờ trả lời xong hai câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo mình sẽ có câu hỏi tiếp theo, câu hỏi hoạt động. Người ta yêu cầu mình hãy đưa ra biện pháp làm đất phù hợp cho một số cây trồng phổ biến ở địa phương này. Giờ như vậy là với câu hỏi này thì mình phải quan sát thực tế ở địa phương của mình. Thì mình xem người nông dân của chúng ta sẽ đưa ra cái biện pháp làm đất nào để phù hợp cho các cây trồng phổ biến ở địa phương của mình. Đúng không? Như vậy câu hỏi này các em sẽ trả lời như sau. Ở đây thầy cho ví dụ thôi nhé, về đầu phương mỗi địa phương nó khác nhau một chút nên thầy sẽ trả lời chung. Quan sát thực tế ở địa phương em ta sẽ thấy là đa số các cây trồng đều thực hiện các biện pháp làm đất như là cày bừa lên luống, ví dụ cây lúa cây ngô,
cây hoa, cây cao su và cây rau cải. Thì cây lúa, cây ngô thì người ta sẽ không cần lên luống, người ta chỉ cần cày và vượt thôi. Đúng rồi. Còn cây su hào, cây rau cải thì người ta sẽ thêm cái phần công đoạn chính là cày bừa sau đó sẽ lên luống luôn. Đúng rồi. Giờ trả lời xong câu hoạt động mà sẽ tiếp phân bài diễn. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu hỏi ở đây. Vì sao cần bón lót trước khi gieo trồng? Thì mình thấy là cần bón lót trước khi gieo trồng vì nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây con ngay khi mới mọc hoặc là mới bén rễ. Như vậy câu hỏi này các em sẽ trả lời sai. Như vậy là cần bón lót trước khi gieo trồng vì nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây ngay khi vừa mới mọc hoặc là mới bén rễ, phải không? Đúng rồi. Giờ trả lời xong các câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo phần 2.2 gieo trồng. Mỗi loại cây trồng phù hợp với phương thức gieo trồng khác nhau. Gieo trồng cần đảm bảo các yêu cầu về thời vụ, khoảng cách và độ năm sau. Tiếp theo là thời vụ gieo trồng. Thời vụ là khoảng thời gian để gieo trồng đối với mỗi loại cây như hình 2.4. Thời vụ gieo trồng thích hợp là thời vụ thuận tiện cho việc gieo trồng và đảm bảo cho cây sinh trưởng, phát triển tốt cho năng suất cao, tránh được rủi ro về thời tiết và sâu bệnh. Giờ ở đây mình sẽ có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất người ta hỏi thời vụ gieo trồng là gì? Thì các em sẽ đọc phần này thì các em biết đúng không? Và gieo trồng đó thời vụ sẽ có lợi ích gì? Đúng không? Giờ như là đọc thông tin xong mình trả lời hai câu hỏi này luôn. Như hai câu hỏi này các em sẽ trả lời sao? Trước hết là thời vụ gieo trồng là gì? Thì mình trả lời là thời vụ gieo trồng là khoảng thời gian để gieo trồng. Thời gian để gieo trồng đó với mỗi loại cây trồng. Đúng không? Giờ câu số 2 người ta hỏi là gieo trồng đúng thời vụ có tới lợi ích gì? Thì mình trả lời là gieo trồng đúng thời vụ đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt cho năng suất cao, tránh được các rủi ro về thời tiết và sâu bệnh. Đúng không? Giờ trả lời xong hai câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo mình sẽ quan sát hình 2.4. Hình 2.4 là sơ đồ thời vụ chính trong năm. Như trong năm từ tháng 1 tới tháng 12 thì có các thời vụ sau. Vụ xuân hè từ tháng 2 tới tháng 5. Thì vụ xuân hè này người ta sẽ trồng lúa, ngô, dao, đậu hay còn gọi là cây đỗ và cây ăn quả. Còn vụ hè khô từ tháng 6 tới tháng 9 thì gồm có cây lúa, cây ngô, cây phai, cây rau và cây đậu. Còn vụ đông xuân thì từ tháng 10 tới tháng 12 thì người ta trồng cây ngô, cây phai, cây rau, đúng không? Như vậy là một năm thì người ta sẽ chia làm 3 vụ, đúng không? Giờ ở đây mình sẽ có hai câu hỏi hoạt động. Địa phương em có những thờ vụ gieo trồng nè. Như vậy là mình thấy là ở địa phương mình sẽ có ba thờ vụ gieo trồng. Và kể tên một số loại cây trồng được gieo trồng vào thờ vụ đó. Đúng rồi. Như vậy là sau khi đọc thông tin mình sẽ lờ hai câu hỏi này như sau. Câu hỏi số 1 là ở địa phương em có ba vụ gieo trồng chính là vụ xuân hè, hè khô và đông xuân. Câu số 2 thì các em trả lời là một số loại cây trồng được gieo trồng vào thời vụ đó là cây xuân, vụ xuân hè, cây lúa, cây ngô, cây cà chua, cây dưa chuột và bầu mốt. Còn vụ hè khô thì trồng cây ổi, cây vải, cây lúa, cây ngô và cây cà rốt. Vụ đông xuân là trồng cây ngô, cây phai, cây su hào, cây súp lơ và cây bắp cải, vân vân. Đúng này. Giờ trả lời xong hai câu hỏi hoạt động, mình sẽ tiếp phần bài diễn.
Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần phương thức gieo trồng. Như vậy là mình sẽ có 3 phương thức gieo trồng chủ yếu. Gieo bằng hạt. Mình sẽ áp dụng đối với các cây hàng năm như là cây lúa, cây ngô, cây rau và trong các vườn ươm cây. Tiếp theo là trồng bằng cách hơm bằng cụm. Áp dụng đối với một số loại cây trồng như là cây phay tây, cây mía hoặc là cây sắn. Còn trồng bằng cây con áp dụng rộng rãi với nhiều loại cây hàng năm và lâu năm như cây bưởi, cây nhãn, cây cà phê, cây chi. Mình sẽ quan sát hình A. Hình A thì người ta sẽ gieo bằng bằng củ. Ở đây là cây củ khoai tây này. Thì người ta sẽ chôn cái củ khoai tây xuống đất và từ đó nó sẽ mọc lên những cái cây con. Còn hình B thì người ta gieo bằng hạt. Thì người ta sẽ cho những hạt vô đất phía dưới. Giờ ta lắp đất lại thì nó sẽ tự mọc lên những cái cây con. Còn hình C thì người ta trồng những cái cây con, đúng không? Thì người ta sẽ lấy cây con người ta trồng riêng ra là dẻ ra, đúng không? Còn hình D là phương pháp trồng bằng hơm bằng cành, có nghĩa là người ta cắt một cành hoặc là một khúc của cái cây đó, người ta ghim xuống đất thì nó sẽ mọc lên cái cây, nhiều cây con lên, đúng không? Giờ như là mình sẽ trả lời câu hỏi đây. Câu hỏi trong hình 2.5 có những phương thức gieo trồng nào? Thì mình thấy là có 3 phương thức gieo trồng. Đúng không? Như vậy câu hỏi này mình sẽ trả lời như sau. Quan sát hình 2.5 ta thấy có 3 phương thức gieo trồng. Hình A chính là phương thức trồng bằng cụ. Hình B là phương thức gieo hạt. Hình C là phương thức trồng bằng cây con. Và hình D là phương thức trồng bằng hơm, bằng cành, đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo mình sẽ có một câu hỏi hoạt động. Em hãy chọn lựa phương thức gieo trồng cho các loại cây sau: cây lúa, cây mía, cây ngô, cây sắn, cây cam và cây đậu. Giờ như vậy là mình thấy là cây lúa, cây ngô, cây đậu, bầu bí mớm này kia thì người ta sẽ gieo hạt để người ta trồng. Còn trồng bằng củ bằng hơm thì dành cho những cây khoai, cây sắn, cây mía, đúng không? Còn trồng bằng con À, cây con thì là cây cam, cây quýt, cây nhãn, đúng không? Giờ như vậy là câu hỏi này các em sẽ trả lời như sau. Như vậy là phương thức gieo trồng, gieo hạt. Mình sẽ áp dụng phương thức gieo hạt dành cho cây lúa, cây ngô, cây đậu, cây bí, bầu, mốt này kia. Còn trồng bằng hơm cũ dành cho khoai, sắn, mía, rau, ngót, dao muống, dao phay lang, hoa hồng. Còn trồng cây con dành cho những cây như cây cam, cây quýt, cây nhãn, cây vải, cây cà phê và cây chè, đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần 2.3 là chăm sóc cây. Chăm sóc tỉa và rậm cây. Tiến hành tỉa bỏ các cây yếu và bị sâu bệnh, chỗ các cây mọc dày và tiến hành dặm vào chỗ hạt không mọc, cây bị chết để đảm bảo khoảng cách và mật độ cây trên ruộng. Bảng 2.1 là xác định hoạt động tỉa rậm cây. Giờ như vậy là thầy sẽ hoàn thành cái bảng này cho các em xem. Câu hỏi đây, em hãy lựa chọn hoạt động thích hợp với tình trạng cây trồng trong bảng 2.1. Giờ thầy sẽ hoàn thành bảng này như sau. Tình trạng cây trồng, tỉa cây và dặm cây. Đối với những cây yếu mà và cây bị sâu bệnh đó, thì mình sẽ tỉa cây, có nghĩa là cắt bỏ nó đi, đúng không? Còn cây bị chết không mọc được thì mình sẽ dặm cây, có nghĩa mình sẽ khi một cái cây mà cắm vô chỗ đó gọi là dặm cây. Còn cây mọc quá dày thì mình sẽ tỉa bớt đi một số cây, chừa là một số cây gọi là tỉa cây, đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài.
Giờ tiếp theo mình sẽ đến phân công đoạn làm cỏ và vun sớm. Sau khi cây mọc tiến hành làm cỏ, vun sớm kịp thời để đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển tốt. Như vậy là hình A thì người ta sẽ nhổ những cái cỏ đi chỗ này. Và hình B là người ta vun sớm đất lên, đắp lên cái cây chỗ này. Giờ đây mình sẽ có câu hỏi quan sát hình 2.6 và mô tả công việc làm cỏ và vun sớm. Giờ như vậy mình sẽ trả lời câu hỏi như sau. Hình A chính là làm cỏ, ta sử dụng tay đi, đã mang găng tay hoặc sử dụng dầm để nhặt bỏ cỏ dại, vì cỏ dại xen lẫn cây trồng. Còn hình B chính là vun sớm cốt khiêm đất vào gốc cây làm cho đất tơi xốp. Đúng. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo mình sẽ có là bài 2.2 lợi ích của việc làm cỏ vun sớm. Giờ ở đây mình sẽ có câu hỏi em hãy hoàn thành bài 2.2 bằng cách lựa chọn lợi ích của việc làm cỏ và vun sớm sao cho phù hợp nhé. Giờ thầy sẽ hoàn thành bài này cho các em xem. Như lợi ích làm cỏ vun sớm, diệt cỏ dại mọc xen cây trồng thì người ta sử dụng là làm cỏ để diệt nó, đúng không? Diệt cỏ dại bằng cách làm cỏ, cung cấp khí oxygen và tăng cường chất dinh dưỡng cho cây bằng cách vun sớm, có nghĩa là mình sẽ sớm đất xung quanh đắp lên cho cái cây đó để cung cấp khí oxygen và tăng cường dưỡng chất cho đất, dinh dưỡng cho đất. Tiếp theo là tạo khoảng không gian cho cây trồng phát triển, chính là làm cỏ. Làm cho đất tơi xốp chính là vun sớm. Giảm sâu bệnh bằng cách làm cỏ, hạn chế bốc hơi nước và bốc mặn bốc phèn chính là vun sớm. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần bón lót, bón khúc. Bón khúc là bón phân trong thời kỳ sinh trưởng của cây nhằm đáp ứng kịp nhu cầu dinh dưỡng của cây theo từng thời kỳ quan trọng, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Như giờ là khúc ở đây có nghĩa khúc đẩy. Bón khúc là mình sẽ bón phân trong thời kỳ sinh trưởng cây nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu dinh dưỡng của cây trong từng thời kỳ quan trọng, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng phát triển tốt. Như bón khúc có nghĩa là khúc đẩy cho cây phát triển tốt hơn thì gọi là bạn bốn khúc đúng không? Giờ mình sẽ quan sát hình 2.7 các thời điểm để bón lót và bón khúc cho cây lúa. Như vậy là thời gian đầu chính là thời gian này người ta gọi là thời gian mạ. Đó. Thì người ta lấy những cái hạt lúa rắm người ta sẽ trồng. Thì cây mọc nó sẽ mọc lên cái phần này. Thì cái phần này người ta gọi là mạ. Sau đó đến thời kỳ chuyển cấy, phần mạ này người ta sẽ sau đó sẽ cấy, cấy xong đến đẻ nhánh thì người ta sẽ bón khúc đẻ nhánh trước thời kỳ đẻ nhánh để cho nó phát triển nhanh nhanh lên. Giờ tiếp theo là giai đoạn làm đồng thì người ta cũng bón khúc đóng đồng để cho vào giai đoạn làm đồng nó sẽ mọc nhiều cây nhiều lá hơn. Còn mà sau đó người ta đến phần chỗ và phần chính thì người ta sẽ bón khúc để nuôi hạt vào giữa giai đoạn chỗ và chính. Và cuối cùng sẽ là thu hoạch, đúng không? Giờ ở đây người ta sẽ có một câu hỏi quan sát hình 2.7 và cho biết các thời điểm nào cần bón khúc cho cây vì sao?
Như vậy mình thấy là các khởi điểm để bấm khúc chính là khởi điểm để nhánh. Mình sẽ bấm trước khởi điểm để nhánh. Tiếp theo là khởi kỳ làm đồng. Mình sẽ bấm vào giai đoạn làm đồng. Và tiếp theo là mình sẽ bấm khúc nuôi hè trước khởi kỳ chính. Đúng rồi. Giờ như là mình sẽ trả lời câu hỏi này như sau. Giờ như là câu hỏi này các em sẽ trả lời như sau. Các khởi điểm cần bấm khúc cho lúa là khởi kỳ để nhánh, khởi kỳ làm đồng, khởi kỳ chỗ và khởi kỳ chính. Giải thích vì nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu dinh dưỡng của cây theo từng thời kỳ, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển tốt nhé. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo là đến phần bóng phân. Căn cứ vào cách bón phân có bốn hình thức bón phân là bón vại, bón kheo hóc, bón kheo hèn và bón phun qua lá. Thì mình thấy quan sát hình A. Hình A chính là bón vại thì người ta sẽ mang theo một cái kheo trong đó sẽ có bón, phân bón, người ta sẽ vại. Đúng không? Giờ bón vại, bón hóc, kheo hóc. Và tiếp theo ở đây là người ta sẽ phun qua lá. Đúng rồi. Giờ ở đây mình sẽ có là hai câu hỏi đây. Quan sát hình 2.8 và cho biết các hình thức bón phân có trong hình. Thì hình 28A chính là bón kheo hẹp. Người ta sẽ bón kheo từng hạt từng hạt. Còn hình 28B chính là bón kheo hóc, người ta bón kheo từng hóc. Còn hình 28C chính người ta phun qua lá. Và hình 28D chính là bón bón vại. Giờ sau đó mình so sánh ưu và nhược điểm của các hình thức bón phân theo mẫu bảng 2.3. Mình quan sát mẫu bảng 2.3 so sánh ưu nhược điểm của các hình thức bón phân. Các hình thức gồm có bón vại, bón kheo hóc, bón kheo hèn và bón phun kheo lá. Thì mình thấy là hiệu quả sử dụng phân bón của bón vại là thấp. Vì mình vại lung tung như vậy thì nó hiệu quả chắc chắn là phải là thấp không? Đúng không? Giờ như là thầy trả lời hai câu hỏi này như sau. Giờ như là câu hỏi số 1. Câu hỏi số 2. Câu hỏi số 1 các em trả lời các hình thức bón phân trong hình hình 28 2.8A chính là bón kheo hẹ. Hình 22.8B chính là bón kheo hóc. Hình 28C chính là bón phun qua lá và hình 28D chính là bón quả. Giờ như mình xong câu số 1 mình sẽ qua tiếp câu số 2. Giờ câu số 2 mình so sánh ưu nhược điểm của hình thức bón phân theo bảng 2.3. Giờ hình thức bón vại thì mình thấy là hiệu quả bón phân là thấp vì mình vại lung tung như vậy thì chắc chắn là hiệu quả thấp rồi. Đúng không? Giờ công lao động ít vì mình vại lung tung nên không cần nhiều công lao động. Dụng cụ lao động thì đơn giản thôi, mình sử dụng tay mình vại mà, đâu có gì phức tạp. Giờ còn bón kheo hóc thì hiệu quả cũng thấp luôn. Công lao động nhiều vì mình phải đi từng hóc mình bọc mình sẽ cho vào nên nó sẽ tốn nhiều công. Và cũng đơn giản hơn mình sử dụng tay mình bón thôi. Đúng. Còn bón kheo hèn thì hiệu quả sử dụng phân bón sẽ cao hơn và công lao động cũng cần nhiều nhiều người hơn vì bón kheo hèn thì nó sẽ tốn nhiều công lao động và dụng cụ đơn giản cũng là đơn giản thôi vì sử dụng tay để bón. Còn bón phun qua lá thì mình thấy là hiệu quả sử dụng cũng cao
Công lao động ít, chỉ cần một người mang một cái bình phun, phun là được. Nhưng mà dụng cụ lao động phức tạp thì mình cần cái bộ dụng cụ phun thì mình mới phun được, đúng không? Giờ như vậy là trả lời xong hai câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em khá giảng giới thiệu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Phần còn lại thì sẽ làm video bài giảng kế tiếp, các anh em nhớ đón xem nha. Như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em khá giảng giới thiệu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hải Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hải Liêm nha. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.